Thời tiết diễn biến bất lợi trong thời gian gần đây cũng là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại sâu bệnh phát sinh gây hại trên diện tích lúa vụ mùa, trong đó có bệnh lùn sọc đen phương Nam. Đây là bệnh do virus gây ra và hiện chưa có thuốc đặc trị hiệu quả. Giải pháp tốt nhất là phòng bệnh, tránh lây lan trên diện rộng bằng cách tiêu diệt trung gian chuyển bệnh là dày lưng trắng. Lúa vụ mùa vùng thấp Trà Chính Vụ đang trong giai đoạn làm đồng đến đồng chỗ. Trên đồng ruộng, lúa phát triển xanh tốt, nhưng khi kiểm tra kỹ tại nhiều chân ruộng, bà con nông dân sẽ nhận thấy có những khóm lúa phát triển chậm hơn hẳn như thế này. Tuy nhiên, nếu chỉ quan sát thì rất dễ nhầm với bệnh vàng lá sinh lý. Cách phân biệt là khi cầm vào bẹ lúa, bà con sẽ nhận thấy bẹ lúa là lúa bị sần. Đối với cái bệnh lùn sọc đen ấy, thì giai đoạn ban đầu nó rất giống với nghẹt rễ. Nhưng mà nghẹt rễ thì là cái cây rễ nó cây lúa nó kém phát triển và nó vàng và cái rễ của nó cũng kém phát triển. Nhưng nó không có cái hiện tượng mà lá bị xoắn lại và cây lá lúa của nó cái bọ các lá lúa nó là không xem xít lại với nhau. Có nghĩa là đối với cái bệnh nghẹt rễ thì mình có thể xử lý các biện pháp để mình có thể hồi phục được, nhưng mà đối với cái lùn sọc đen ấy thì là không có thuốc đặc trị và mình chỉ có nhổ đi và hạn chế để kiểm soát tốt cái dày để không bị lây lan sang những cái cây lúa khỏe. Gia đình chị Nguyễn Thị Phượng ở thôn Phú Hải 1, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, vụ này cấy 5 sào lúa, mặc dù đã phun thuốc phòng trừ sâu bệnh nhưng do chưa nhận biết rõ về bệnh lùn sọc đen phương Nam nên việc phun phòng trừ không hiệu quả. Đã vài lần phun thuốc nhưng trên chân ruộng này vẫn có đến gần một nửa diện tích có biểu hiện của bệnh lùn sọc đen phương Nam. Tôi thì không biết là cái thuốc lùn cây là như nào, nhưng có mua cái thuốc vàng lá mà cái bẹ của nó nỏ kìa, là nó bảo là cái loại đấy là mới ra. Đấy mới lại tôi phun kích rễ kích lá. Phun dày sau quấn lá. Mới phun được khoảng độ tuần này này. Nhưng không thấy nó chẳng thấy nó hết, chỉ có phun cái kích lá thì cái lá thấy nó xanh xanh hơn được một tí thôi. Chứ còn cái lùn cây thì nó vẫn còn nguyên, chẳng thấy tiến triển tí nào ạ. Hiện đang là thời điểm dày lứa năm phát triển mạnh. Khi nhận thấy dày cám nở thì bà con cần phun phòng trừ ngay thì mới phát huy được hiệu quả. Qua theo dõi, cơ quan chuyên môn nhận thấy chỉ cần một con dày trưởng thành mang nguồn bệnh thì có thể làm lây lan bệnh lùn sọc đen ra từ 40 đến 50 rảnh lúa khác. Thời tiết hiện nay là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại. Vì vậy, việc theo dõi sát đồng ruộng, chủ động phòng trừ sâu bệnh sớm là biện pháp tốt nhất để bảo vệ lúa mùa. Phòng chống cái bệnh lùn sọc đen phương Nam bằng cách đó là phun phòng trừ dày. Cái thứ hai đó là cái sâu cuốn lá năm nay thì cũng ít hơn năm ngoái, tuy nhiên thì chúng ta cũng đợt này là sâu cuốn lá lứa 6 là lứa quan trọng nhất, nếu không phòng trừ kịp thời thì toàn bộ lá đồng sẽ bị trắng lá đồng và sẽ giảm năng suất. Cái thứ ba nữa là đó là đạo ôn cổ bông. Hiện tại bây giờ trên đồng ruộng thì đã xuất hiện đạo ôn trên lá, rải rác trên lá, và nếu thời tiết mà khi vào thời kỳ lúa chỗ mà âm u mưa nhiều thì rất dễ là đạo ôn cổ bông phát triển, nên là khi lúa chỗ là phải áp dụng cái biện pháp phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông bằng cách là phun thuốc phòng trừ đạo ôn cổ bông vào hai lần. Thứ nhất là khi lúa chỗ được khoảng 5% và thứ hai là khi lúa đã chỗ đều. Bệnh lùn sọc đen phát sinh gây hại, nếu ở giai đoạn đầu, bệnh sẽ làm cây lúa lùn lại, không có khả năng làm đồng. Nếu ở giai đoạn muộn hơn, cây lúa làm đồng được nhưng không trổ, hoặc nếu trổ được thì hạt lúa cũng bị đen. Tất cả những giai đoạn nêu trên đều không cho năng suất, vì vậy đây được xem là bệnh nguy hiểm nhất đối với cây lúa.